Rồi ba ấm đi đi, con ba ấm con đi đi. Đi nào, con muốn đi đâu? Xe nha con, đợi ba. Con đợi ba mới được. Con đợi ba mới được, đợi ba đi. Đi. Cắt. Cắt cho con hả? Mẹ cắt cho con đúng ba không? Ba đi chỗ khác với mẹ. Sao được? Sao kêu ba đi chỗ khác được hả? Cắt mẹ. Cắt ha, cái này cắt cho con phải không? Cho con không chơi đi, con mua mà mua không chơi đi. Mua nữa. Cắt mẹ. Con. Kiếm hột đi. Ờ, liền cho cá ăn ha. Đó, hái cái cây rồi. Nó hái đi, con hái đi, con lấy hột vàng đi liền cho cá ha. Nè đi xuống đây nè, con đi xuống đây kiếm hột nè. Xuống đây, xuống đây. Xuống đây mẹ chỉ cho kiếm hột. Có không? Có hột không? Kiếm kiếm, đi 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 kiếm nè, kêu ba dẫn đi kiếm. Anh chỉ nè, anh chỉ con hái đi. Kêu ba chỉ cho con hái hột. Rồi trèo lên. Hột nhóc lên đó, con hái đi. Con xòe tay ra. Đâu? Đâu xòe tay ra mẹ coi coi. Nó nhóc hết trơn đó, ba hái cho con nhóc. Đầy một tay rồi đó. Rồi, cho cá ăn đi. Cho cá ăn ha, đó cá nó ăn đó. Nó hột nhóc chân đó. Con giục từ từ thôi. Bỏ từ từ thôi con. Cho cá ăn từ từ thôi. Không có đứng sát hồ nha. Vậy hả, cho con cho cá ăn đi. Còn mê.
cao. Ba ngủ riêng kem kìa. Để cho cá ăn hết đi, riêng kem. Còn lắm nha. Cái này ra đây không chạy gì đó. Có thể tạp đội của người chơi à. Ăn xì vô nữa anh chị. Nhiêu tiền đấy chú? Nè, chị với anh sao hai cây ngọc với cây nữa là ba cây. Đủ tiền hả ta? Chú mua bốn trăm trả thì tới tủ tiếu giờ ta trả lại tiền kia. Không thiếu đâu hả? Để băng ngồi đi con. Để băng ngồi đi mua kem đi. Con ngồi đi để ba cái kem cho con. Chín ở nhà. Ừ. Ngon không? Ngon hả? Ngon quá. Thôi. Ừ, con ăn đi. Chào các bạn hả gì? Chào các bạn đi. Mình ăn kem nè. Mời các bạn ăn kem nha. Cái quả bóng kia. Ờ, bóng kìa. Ngồi vậy đi con. Dơ đó. Ngồi vậy đi. Ba qua rước mẹ con mình kìa. Kìa ba kêu về kìa con. Ngồi vậy. Ngồi vậy, ngồi vậy. Ba kêu về đó. Về nha, đi về, ba đợi kìa. Kìa ba đứng ngoài xe đợi mẹ con mình kìa. Đi về con.